Thưa quý vị, ngày 22 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Paris, Pháp để hội đàm nhằm thắt chặt mối quan hệ an ninh và quốc phòng giữa hai nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Điện Elise vài ngày sau cuộc hội đàm với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Hai Tổng thống Pháp, Ai Cập đã thảo luận về biện pháp đối phó với những hậu quả kinh tế, năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh gia tăng lo ngại về tác động của khủng hoảng Ukraine đối với nguồn cung lương thực trên toàn cầu. Hai Tổng thống đã xem xét các vấn đề chính của hợp tác song phương vốn rất dày đặc trong tất cả các lĩnh vực. Ai Cập sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 vào tháng 11 tới. Pháp xác nhận năm ngoái, lực lượng quân đội Ai Cập đã đặt mua thêm 30 máy bay phản lực Rafale từ công ty quốc phòng Pháp trong một thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la. Bỉ đã đạt thỏa thuận ban đầu với tập đoàn điện lực Engie của Pháp về việc kéo dài thời gian sử dụng điện hạt nhân thêm 10 năm. Quyết định được đưa ra sau khi chính phủ Bỉ đánh giá lại các kế hoạch dựa nhiều hơn vào khí đốt. Chi nhánh Electrobo của tập đoàn Engie và chính phủ Bỉ vào ngày 22 tháng 7 đã ký ý định thư không mang tính ràng buộc và đặt mục tiêu đàm phán về một thỏa thuận ràng buộc về pháp lý vào cuối năm nay. Thỏa thuận này sẽ bao gồm việc thành lập liên doanh 50-50 để quản lý việc vận hành các lò phản ứng hạt nhân. Các lò phản ứng này được đưa vào sử dụng từ năm 1985, đóng góp 35% công suất điện hạt nhân của Bỉ. Trước đó, Bỉ dự định từ bỏ điện hạt nhân hoàn toàn vào năm 2025. Tuy nhiên, giờ đây, chính phủ nước này muốn kéo dài tuổi thọ của hai nhà máy điện hạt nhân Doel 4 và Tiengeba. Dự kiến, việc tái khởi động sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2026. Chính sách năng lượng của Bỉ đã buộc phải chỉnh sửa nhằm giảm sự lệ thuộc vào nguồn dầu khí của Nga. Theo đúng kế hoạch, Nga và Ukraine đã ký kết thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để ký thỏa thuận. Phía Nga khẳng định việc dỡ bỏ phong tỏa hoạt động xuất khẩu ngũ cốc là vô cùng quan trọng nhằm tháo gỡ khủng hoảng lương thực toàn cầu. Về phần mình, Ukraine cho biết phái đoàn của nước này cũng đã có mặt tại Istanbul để đàm phán giải quyết vấn đề ngũ cốc. Với vai trò trung gian, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sẽ mang lại tin tốt cho thế giới liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Trước đó, Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều nỗ lực nhằm tìm kiếm các giải pháp, bảo đảm các hành lang an toàn cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển của Ukraine bên bờ Biển Đen. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ngày 22 tháng 7 thông báo đã có hai trẻ em ở nước này được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm một trẻ trong độ tuổi tập đi ở bang California và bệnh nhi còn lại là trẻ sơ sinh, không phải cư dân Mỹ. Nguyên nhân khiến hai trẻ mắc bệnh đậu mùa khỉ đang được điều tra, nhưng giới chức y tế Mỹ cho rằng có thể do lây nhiễm trong gia đình. Hiện cả hai bệnh nhân nhi đều có sức khỏe tốt và đang được điều trị. Theo số liệu của CDC Mỹ, trên toàn nước Mỹ đã có 1.814 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận tính đến ngày 15 tháng 7. Hiện nước này đang tăng cường năng lực xét nghiệm và nguồn cung vaccine để ứng phó với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế lo ngại Mỹ có thể đang đứng trước nguy cơ mất khả năng kiểm soát đợt bùng phát này do phản ứng chưa đủ nhanh. Việc tiêm phòng bệnh đậu mùa đã được ngừng lại sau khi căn bệnh này được loại trừ khoảng 40 năm trước, nên kể từ đó trẻ em không được tiêm phòng căn bệnh này. Tập đoàn công nghệ Google mới đây đã công bố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu điện toán đám mây ở Mexico. Đây sẽ là trung tâm thứ ba của gã khổng lồ công nghệ này ở khu vực Mỹ Latin sau Chile và Brazil. Google Cloud Mexico cho biết trung tâm dữ liệu điện toán đám mây sắp được xây dựng sẽ là trung tâm thứ 34 của tập đoàn trên thế giới, góp phần bảo đảm các hoạt động kinh doanh ở Mexico được thông suốt, cải thiện độ trễ của dịch vụ cũng như hỗ trợ các mô hình kinh doanh mới. Trước đó, Google đã triển khai một số dự án ở Mexico như trung tâm hỗ trợ Google Cloud và đào tạo nhân tài. Google Cloud Mỹ Latin cho biết cơ sở này sẽ cho phép Mexico, một thị trường chiến lược của Google, đẩy mạnh quá trình số hóa cũng như hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng. Mặc dù không tiết lộ chi tiết về vốn đầu tư, song với các dịch vụ đám mây, lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ Google Cloud khác, dự án này nằm trong khoản đầu tư 1,2 tỷ đô la dành cho Mỹ Latin đã được Google công bố trong năm nay.